Hello, hello, chào tất cả các bạn 2K7 nhá. Ok, các bạn đợi thầy chia sẻ một cái nhé. Anh em comment chào thầy cái nào. Chưa thấy bạn nào comment luôn. Ok, chào bạn Trần Gia Huy, chào Dương Minh Đan, chào Nguyễn Nguyễn Đặng Thái Sơn. Hôm nay các bạn đã đi học ở trên trường chưa? Hôm nay anh em đã đi học ở trên trường chưa? Chào bạn Trang Nhi, đi học rồi à? Hôm nay bắt đầu năm học mới, chuẩn bị cho mùng 5 tháng 9 khai giảng còn gì nữa. Hết tuần này thầy à? Ui rồi, còn nghỉ được hết tuần này cơ à? Hóng thầy từng ngày. Từng ngày gì? Lịch dạy của thầy là thứ hai, thứ năm hàng tuần mà các bạn. Ở trên page từ 20 giờ đến 21 giờ. Còn lịch giờ trong nhóm là thứ ba với thứ sáu, từ 21 giờ đến 23 giờ. Có lịch mới dạy chứ. Ok, hôm nay thầy dạy các bạn tiếp cái buổi cân bằng hóa học, sau đó là buổi sau chúng ta sang phần bài tập tính toán nhá các bạn nhá. Cái phần cân bằng hóa học này thầy sẽ dạy các bạn hai buổi, sau đó là buổi sau các bạn sẽ sang làm mấy cái bài tập tính toán liên quan đến tính hằng số cân bằng, các bạn hình dung không? Rồi chúng ta học sang sự điện ni đấy. Chào Bùi Lộc, thầy quên em rồi. Bùi Lộc là học sinh khóa 2K5 của thầy. Mai biết điểm chuẩn đấy. À mai biết, mai các anh chị 2K5 là biết đấy. Mai anh chị 2K5 là biết điểm chuẩn của trường mình xét tuyển, là biết mình có đỗ hay không. Ok, bây giờ thầy bắt đầu dạy nhá các bạn nhá. Cái phần cân bằng hóa học này các bạn học buổi 1 rồi, các bạn đã làm được ổn chưa? Cái này thì các bạn thấy là mình cứ phải luyện nhiều thì nó mới quen được. Các yếu tố ảnh hưởng này kiểu là mình nắm được nguyên lý Nernst-Sater ấy. Nhưng nếu mình không làm bài tập thì các bạn hình dung là nó cũng mông lung lắm. Nguyên lý Nernst-Sater thì ông bảo là khi mà có một cái cân bằng hóa học, nếu mà mình tác động một yếu tố bên ngoài là nhiệt độ, nồng độ và áp suất thì cái cân bằng đấy chuyển dịch theo chiều chống lại cái tác động bên ngoài nó, đúng không? Nhưng mà thuộc nguyên lý là một việc, vào làm bài tập thì các bạn thấy là nó có nhiều cách hỏi lắm. Ok, thầy ôn lại buổi 1 một chút nha các bạn nhé. Bạn nào chưa thích buổi livestream, thích buổi livestream hộ thầy một cái.
nhá. Bạn nào đang các bạn đang xem livestream, bạn nào mà thích buổi live, chưa chưa thích buổi livestream, thích buổi livestream của thầy, các bạn share về để xem lại nhé. Đây là cái bài đầu tiên của lớp 11 đấy, các bạn share về để xem lại nhé. Đấy, thả tin bài viết hộ thầy cái nào. À, ai chưa thả tim, thả tim mày viết hộ thầy cái xong chúng ta bắt đầu nhá. Ok em. Mạng vừa bị chập chờn một cái, không sao các bạn nhá. Mạng vừa bị chập chờn một cái, không sao. Các bạn vừa nãy có bị mạng chập chờn cái không? Thi thoảng mạng chập chờn cái nhỉ. May mà nó không lâu đấy. Ok, bây giờ thầy nhắc lại buổi 1 một chút để cho các bạn nào mà buổi 1 mà các bạn mà chưa xem thì các bạn cũng biết luôn. Đấy, hoặc là những cái bạn nào mà đã xem rồi nhưng mà kiểu là quên quên ấy, thì bây giờ chúng ta nhớ lại luôn là các yếu tố ảnh hưởng đến cân bằng hóa học này ấy, thì nó có 3 yếu tố là nhiệt độ, nồng độ, áp suất. Còn muốn xét nó ảnh hưởng như thế nào thì nó có một nguyên lý là nguyên lý Nernst-Tiernier ấy. Đúng không? Thì cái đấy thì nó chỉ xoay quanh cái từ chống lại thôi. Có 3 yếu tố ảnh hưởng đến, đó là nhiệt độ, nồng độ và áp suất. Thì khi mà mình tác động một yếu tố nào đó thì cái cân bằng nó sẽ chuyển dịch theo chiều chống lại cái tác động đó. Và cái dễ nhất các bạn biết đó là nồng độ. Đúng không? Đấy, cái yếu tố nồng độ là cái yếu tố mà dễ nhất. Thế ví dụ như các bạn có một phản ứng này. Có một cái cân bằng này. Thì nếu mà bây giờ các bạn hình dung là nếu bây giờ nhá, nếu bạn thêm NH2 vào thì cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều giảm bớt NH2 đi, là theo chiều thuận. Đúng không? Hay là nếu bây giờ em thêm N2O4 vào, cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều giảm N2O4 đi, là chuyển dịch theo chiều nghịch. Đấy, thì cái này là thầy nghĩ là cái mà nồng độ này là cái mà nó sẽ hỏi các chất ở, nó sẽ tăng giảm các chất ở trong phản ứng. Thì đấy là một cái mà dễ nhất. Dễ nhất trong ba yếu tố. Yếu tố tiếp theo các bạn có là yếu tố áp suất. Áp suất thì các bạn lưu ý này. Áp suất thì các bạn nhớ là nó chỉ xét cho các phản ứng mà tổng hệ số các chất nó không bằng nhau với các chất ở chất khí. Ví dụ như các bạn có H2 cộng Y2. Đấy, thu được 2HI. Thì cái phản ứng này các bạn thấy là có 1H2, một phân tử Y2 tạo thành 2HI, cái này ở trạng thái khí hết nhá. Đấy, thì ở đây thì áp suất nó không bị ảnh hưởng. Nếu mà tổng hệ số bằng nhau thì áp suất nó không ảnh hưởng. Ok bạn Ninh Diệu, em nhận được sách rồi thầy ơi. Xịn à? Nhận sách gì nhỉ? Thế thì ở đây các bạn thấy là gì? Ở đây các bạn thấy là cái này nó sẽ không bị ảnh hưởng, không bị ảnh hưởng bởi áp suất đúng không? Không bị áp suất tác động hoặc là không bị áp suất ảnh hưởng nhá, bởi vì tổng hệ số ấy, tổng hệ số của H đều là 2 hết. Nhưng ví dụ như cái phản ứng này nhá, đúng không các bạn? Đấy, ví dụ như cái này thì các chất đều ở trạng thái khí, nhưng nếu mà các bạn có một cái phản ứng khác, ví dụ như cái phản ứng này chẳng hạn trên này, này thì nó bị ảnh hưởng bởi yếu tố đấy đúng không, ví dụ như là 2NO2 này tạo thành, đây là phản ứng hai chiều N2O4 ấy, thì cái này các bạn thấy là hệ số của các chất ý, nó không bằng nhau. Đấy, thì lúc này cái yếu tố áp suất thì nó mới có tác dụng. Và ở đây khi mà xét yếu tố áp suất thì các bạn biết là nếu mà các bạn nhớ nhá, nếu mà có một cái công thức là số mol thì bằng PV trên LT này. Thì bây giờ mình chỉ xét yếu tố số mol ấy và yếu tố áp suất thôi. Thì các bạn sẽ thấy này, khi số mol và áp suất nó tỷ lệ thuận, bởi vì cái này là trên tử mà đúng không, thì áp suất này tăng thì số mol sẽ tăng, bởi vì là cái này nó nằm ở tử, P nó nằm ở tử, áp suất tăng thì số mol tăng, vậy thì số mol tăng thì áp suất sẽ tăng. Nên các bạn nhớ là khi mà theo cái, nếu mình xét phản ứng này này thì theo theo cái chiều thuận ấy là số mol nó sẽ giảm thì áp suất sẽ giảm, còn theo chiều ngược nghịch ấy là số mol này, một mol này tạo hai mol này, số mol tăng áp suất sẽ tăng.
đúng không? Áp suất và số mol nó tỷ lệ thuận với nhau. Hiểu chưa? Đấy, nên là ví dụ như bài này nhá, thì các bạn xét này, ví dụ các bạn có cái phản ứng này. Thì khi các bạn tăng áp suất thì cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều chống lại cái chiều tăng áp suất. Chống lại cái chiều tăng áp suất thì áp suất phải giảm đi, mà áp suất giảm thì số mol giảm, tức là nó chuyển dịch theo chiều thuận. Ở cái phản ứng này thì các bạn suy luận này. Thế thầy lấy một ví dụ, khi mà các bạn phải hiểu là cách hỏi ở trong từng cái yếu tố này. Nếu nồng độ thì người ta sẽ thay đổi chính nồng độ của các chất ở trong phản ứng này luôn, đúng không? Còn nếu áp suất thì nó chỉ có hai cách hỏi là tăng áp suất hay giảm áp suất thôi, đúng không? Nhiệt độ cũng thế, nó chỉ có tăng nhiệt độ hay giảm nhiệt độ thôi, đúng không? Thì ở đây ví dụ thầy cho một cái ví dụ là tăng áp suất, đúng không? Thì cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều chống lại cái việc tăng áp suất này, tức là cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều giảm áp suất. Mà giảm áp suất thì các bạn biết rồi, giảm áp suất thì số mol phải giảm, mà số mol phải giảm thì hai đi xuống một là nó sẽ giảm, là cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều thuận. Ok chưa? Tiếp theo các bạn có, đó là yếu tố cuối cùng, là yếu tố khó nhất, đó là yếu tố nhiệt độ. Nhiệt độ này là yếu tố khó nhất này các bạn này. Đấy. Thì ở đây thầy sẽ lấy cho các bạn một cái phản ứng mà ở trong một câu bài tập nhá, của mình nhá, đúng không? Đấy, thì mở một câu bài tập. Mình xét đây, ví dụ phản ứng này có delta H lớn hơn 0 này, đúng không? Thì các bạn phải hiểu là cái delta H này nó biểu thị đấy, cái nhiệt của phản ứng thuận. Hiểu chưa? Delta H lớn hơn 0 là phản ứng thu nhiệt, delta H nhỏ hơn 0 là phản ứng tỏa nhiệt. Đấy, và cái khiếu khi người ta cho một phản ứng ấy, người ta cho delta H là ý là delta H này đang biểu diễn phản ứng thuận, là nó của phản ứng thuận, đúng không? Thì đây mình viết lại cái phản ứng này. CO2 cộng H2 thu được CO cộng nước. Thì cái này có delta H ở đây lớn hơn 0 đúng không? Đấy, thì cái delta H này nó biểu diễn cho phản ứng thuận, hiểu chưa? Thì ở trong cái này các bạn có một cái lưu ý kiến thức sau này. Nếu delta H mà lớn hơn 0 thì nó là phản ứng thu nhiệt. Đấy, còn delta H mà nhỏ hơn 0 thì phản ứng tỏa nhiệt. Được chưa? Ngoài ra thì các bạn nhớ là khi người ta cho một cái phản ứng ấy, thì cái delta H này nó quy ước nó là nhiệt của phản ứng thuận. Đúng chưa? Biến thiên enthalpy thì phản ứng thuận. Tiếp tục thì bây giờ bạn xét này, bây giờ nó chỉ có hai trường hợp xảy ra thôi, các bạn nhớ nhá, nó tăng nhiệt và giảm nhiệt thôi, nó cũng giống như kiểu áp suất ý, thì nó chỉ có hai trường hợp xảy ra là tăng áp suất và giảm áp suất. Còn nồng độ thì nó sẽ xảy ra nhiều cách hỏi, nó sẽ có là nó sẽ hỏi nồng độ của các chất tham gia phản ứng thay đổi, đúng không? Nhưng mà áp suất với nhiệt độ thì chỉ có hai cách hỏi là tăng áp suất và tăng giảm áp suất, đây là tăng nhiệt độ và giảm nhiệt độ. Cái này thì hôm trước thầy dạy các bạn khá là kỹ rồi. Cái bước trung gian là cái bước quan trọng, đúng không? Đấy, cái bước mà các bạn hình dung là tăng nhiệt độ thì cân bằng chuyển dịch theo chiều delta H làm sao? Giảm nhiệt độ thì cân bằng chuyển dịch theo chiều delta H làm sao? Thì các bạn chỉ cần suy được cái này là các bạn sẽ làm được tất cả. Cái nhiệt độ này cái khó nhất, các bạn suy được cái bước trung gian này là các bạn sẽ làm được. Thì bây giờ các bạn thấy là gì? Hôm trước thầy đã dạy các bạn rất kỹ cái này rồi. Khi tăng nhiệt độ thì cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều chống lại cái việc tăng nhiệt độ đấy, tức là cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều làm sao cho nhiệt độ của môi trường ấy. Nhìn nếu nhiệt độ môi trường nó tăng lên nhá, đúng không? Tăng nhiệt hay giảm nhiệt đấy là yếu tố bên ngoài, tức là yếu tố môi trường chẳng hạn thế. Thì các bạn sẽ thấy là cân bằng nó chuyển dịch theo chiều làm giảm nhiệt độ môi trường đi. Mà giảm nhiệt độ môi trường đi thì nó phải thu nhiệt vào thì nó mới giảm. Đúng không? Tức là cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều delta H lớn hơn 0 để nó thu nhiệt vào thì nhiệt độ môi trường sẽ giảm. Đúng không? Còn ví dụ như các bạn đốt xăng hay là đốt đốt củi thì các bạn thấy là nó sẽ tỏa nhiệt ra môi trường, nó làm cho môi trường nó nóng lên. Đúng không? Đấy, hay phản ứng tô vôi là phản ứng mà các bạn thấy là nó tỏa nhiệt ra môi trường, nó làm cho môi trường nóng lên. Đấy, còn các bạn thấy là cái phản ứng mà glucose hòa tan ấy, hay là khi mà mình ăn quả nho ấy, đúng không? Thì mình sẽ thấy mát mát ở đầu lưỡi. Đấy nó do hiện tượng là glucose nó tan. Đấy. Phản ứng hòa tan glucose nó là một phản ứng thu nhiệt, nó làm cho môi trường nó lạnh nên cái đầu lưỡi của mình sẽ thấy nó lạnh lạnh. Bởi vì bản chất đấy là phản ứng hòa tan, là phản ứng thu nhiệt thôi. À, đúng không? À phản ứng hòa tan cái đấy là phản ứng đúng không? Thu
thu nhiệt vào thì nó làm cho môi trường nó lạnh, là nhiệt độ. Khi tăng nhiệt độ thì cân bằng chuyển dịch theo chiều chống lại tăng nhiệt độ, đó là giảm nhiệt độ đi. Mà delta H lớn hơn không là sẽ giảm nhiệt, nó sẽ thu nhiệt vào, nó làm giảm nhiệt, đúng không? Còn khi các bạn giảm nhiệt độ này thì cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều chống lại cái việc giảm nhiệt độ đấy, là tăng nhiệt độ lên. Khi mà nó tăng nhiệt độ lên thì các bạn hình dung là chuyển dịch theo chiều tăng nhiệt độ lên thì delta H ấy, đúng không? Đấy, phải nhỏ hơn không thì nó tỏa nhiệt ra môi trường thì nó sẽ tăng nhiệt độ lên. Sau khi mà bạn xét cái mức trung gian delta H này rồi, bạn sẽ xét xem lúc đấy là bạn sẽ suy được phản ứng thuận hay phản ứng nghịch. Thế thì ví dụ như cái phản ứng này người ta cho delta H lớn hơn không thì chứng tỏ là khi đấy mà khi mà mình tăng nhiệt độ lên. Đấy, khi mình tăng nhiệt độ lên cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều chống lại việc tăng nhiệt độ. Đúng không? Đó là sẽ giảm nhiệt độ đi, mà giảm nhiệt độ đi thì cần phải delta H lớn hơn không để nó thu nhiệt vào thì sẽ giảm. Mà delta H lớn hơn không là của phản ứng thuận. Đấy, vì trong ví dụ này nó là phản ứng thuận. Đấy, thì nếu vậy thì suy ra là bạn tăng nhiệt độ thì cái phản ứng này nó sẽ chuyển dịch theo chiều thuận. Đấy, thì bạn cần phải qua một cái bước trung gian này. Sau đó bạn xét xem cái phản ứng người ta cho ấy, thì delta H phản ứng thuận lớn hơn hay nhỏ hơn không. Đúng không? Ok chưa? Đấy là thầy nhắc lại cái buổi 1 một chút nhá. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chữa 15 câu. Phần vừa nãy là thầy chỉ nhắc lại buổi 1 thôi, chứ còn các bạn nào mà buổi đầu tiên học ấy thì nghĩ là các bạn nên dành thời gian để xem lại buổi 1 thì các bạn mới hiểu được hết được. Còn phần vừa nãy là để nhắc nhanh lại thôi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu học nhá các bạn nhá. Trong lúc học thì các bạn nhớ comment đáp án nhá. Ok, chào bạn Tiến Dũng, bổ trợ à thầy ơi. Đây là bổ trợ mà. Chào Nguyễn Vi nhá. Cái này là thầy dạy cho các bạn 2K7 sách mới. Đấy. Rồi bây giờ các bạn làm, các bạn comment đáp án cho thầy đi. Mấy câu đầu tiên là mấy câu gì đây? Mấy câu đầu tiên người ta chưa xét chiều đâu các bạn ạ. Người ta mấy câu đầu tiên rất là dễ. Ví dụ câu 1 này dễ này, câu 2 mới là khó này. Câu 2 các bạn cần phải xét xem nào cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận. Còn đây các bạn thấy là nó chỉ hỏi là các yếu tố làm thay đổi cân bằng của hệ thôi. Tức bạn còn chưa phải xét chiều. Nhá. Ok, chào Huyền Trang. Câu số 1 đi. Thầy chỉ dạy các bạn từ 20 giờ đến 21 giờ. Bởi vì là 21 giờ thì thầy dạy anh chị 2K6. Lịch dạy trong nhóm 2K5 à 2K6 của thầy là 21 giờ thứ 2 thứ 5. Nên là 21 giờ thứ 20 giờ là thầy sẽ bắt đầu dạy các bạn. Nguyễn Đặng Thái Sơn câu 1B, Huyền Trang câu 1B. Ok, các bạn khác làm xong comment đi. Cái này file này thầy đã đăng từ trưa nay rồi đấy nhá. Đấy, thực ra là đáng nhẽ là thầy phải đăng từ hôm qua ấy, nhưng mà hôm qua cuối tuần thế thì quên mất. Thì trưa nay thầy mới đăng. Như buổi 1 là thầy đăng từ hôm trước. Nhi Trang B, Giang Nghi B. Ok, các bạn khác comment đi xem nào. Đấy thì ở đây các bạn chỉ xét ba yếu tố là nhiệt độ, nồng độ và áp suất. Đúng không? Nhưng mà cái bài này áp suất thì nó không ảnh hưởng nha, bởi vì cái này tổng hệ số chữ G là biểu hiện là trạng thái khí. Thì ở đây tổng hệ số các chất là đều là 2 này, 1 cộng 1, 1 cộng 1, nên là cái này sẽ không bị ảnh hưởng với áp suất đâu. Tăng nhiệt độ là ok này, đúng không? Thêm hơi nước là các bạn cũng tăng nồng độ này. Đấy, thêm một lượng H2 là cũng thế này. Nhưng mà tăng áp suất chung thì các bạn tăng giảm áp suất thì không ảnh hưởng. Dùng chất xúc tác thì cũng thế. Chất xúc tác các bạn lưu ý là nó chỉ ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng, chứ nó không ảnh hưởng đến chuyển dịch cân bằng. Thì ở đây các bạn thấy là 1, 2, 3 thôi. Nhá. Ok, chào Nguyễn Mạnh. Câu số 2 này. Cho cân bằng hóa học sau delta H nhỏ hơn không, đúng không? Là delta H nhỏ hơn không là phản ứng tỏa nhiệt. Đấy. Thì bây giờ các bạn áp dụng kiến thức thầy vừa dạy, các bạn xét xem nào. Những biện pháp nào làm cho cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận. Được chưa? Thì ở đây các bạn nhớ ấy, những yếu tố làm cho cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận thì các bạn lưu ý là cái yếu tố nhiệt độ là yếu tố khó nhất thôi. Đấy, chứ còn các bạn thấy là nồng độ và áp suất thì nó dễ.
Cái này thì chắc chắn là có ảnh hưởng bởi áp suất rồi, bởi vì các bạn thấy là tổng hệ số của chất đầu là 3, sản phẩm là 2. Thì bây giờ thầy xét này, yếu tố nhiệt độ này, thì bây giờ yếu tố 1 là thầy để lại đã, yếu tố nhiệt độ này yếu tố khó này. Bây giờ thầy xét yếu tố 2 trước này, tăng áp suất chung của hệ. Đúng không? Thì cái này dễ nhá, áp suất thì dễ này. Khi bạn tăng áp suất thì cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều giảm áp suất, mà giảm áp suất tức là giảm số mol, bởi vì áp suất và số mol tỷ lệ. Thì giảm số mol thì em thấy này, giảm số mol thì em thấy là 3 mol tạo thành 2 mol là giảm. Thì cái yếu tố 2 này này chắc chắn là cân bằng. Khi bạn tăng áp suất thì cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều giảm áp suất, giảm áp suất là giảm số mol. Thì cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều nghịch. Đúng không? Hai là cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch chắc rồi. À chiều thuận chứ nhở? Sorry. Tăng áp suất thì cân bằng chuyển dịch theo chiều giảm áp suất, mà giảm áp suất thì phải giảm số mol. Đúng không? Thì đây là 3 mol thành 2 mol là giảm áp suất rồi, theo chiều thuận đúng rồi. Sorry các bạn nha. Đấy. Tiếp theo các bạn có này, hạ nhiệt độ thì cái yếu tố 1 và yếu tố 1 và yếu tố 3 thì nó ngược nhau, thì yếu 1 3 thầy cứ để lại đã nhá. Đúng không? Là yếu tố nhiệt độ là yếu tố khó nhất này. Yếu tố 4 là xúc tác thì chắc chắn là không bị ảnh hưởng rồi. Xúc tác nó chỉ thay đổi tốc độ phản ứng, nó không ảnh hưởng đến cân bằng. Yếu tố 5 này, yếu tố 5 thì dễ này, nồng độ này, giảm nồng độ NO3 thì cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều tạo thành NO3 là chiều thuận, đúng rồi. Nồng độ rất là dễ, áp suất chung của hệ đúng không? Giảm áp suất. Đấy, giảm áp suất thì cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều tăng áp suất thì số mol tăng, tức là theo chiều nghịch. Thế thì bây giờ mình xét nốt cái yếu tố nhiệt độ là yếu tố khó nhất này. Đấy. Nhiệt độ thì các bạn thấy là gì đây? Một là các bạn tăng nhiệt độ thì cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều giảm nhiệt độ thì delta phải nhỏ hơn không? Đúng không? Đấy, cân bằng sẽ chuyển dịch. Khi các bạn tăng nhiệt độ thì cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều giảm nhiệt độ. À giảm nhiệt độ tức là để mà giảm nhiệt độ đi mới đúng không? Giảm nhiệt độ đi để mà môi trường giảm nhiệt độ đi thì cái phản ứng đấy nó phải thu nhiệt vào. Phản ứng thu nhiệt vào thì ở đây các bạn biết là phản ứng thuận là phản ứng tỏa nhiệt, còn phản ứng nghịch sẽ là phản ứng thu nhiệt vào, là một là cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều nghịch. Vậy thì khi mà các bạn thấy là hạ nhiệt độ, tăng nhiệt độ thì cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch, thì hạ nhiệt độ thì cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều thuận thôi, đúng không? Ok, cái một thầy giải thích cho các bạn rõ hơn nhá. Khi các bạn tăng nhiệt này, tăng nhiệt nhá, đấy cái yếu tố một đấy, thì cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều làm sao? Cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều làm giảm nhiệt đi, đúng không? Giảm nhiệt đi thì cần phải delta H lớn hơn không để nó thu nhiệt vào thì nó mới làm giảm. Mà delta H lớn hơn không, phản ứng thuận là delta H nhỏ hơn không này. Cái delta H nhỏ hơn không này nó biểu diễn phản ứng thuận, đúng không? Vậy thì delta H lớn hơn không thì nó phải là phản ứng nghịch. Đấy. Thì ở đây các bạn thấy là vậy thì khi các bạn giảm nhiệt thì cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều thuận đó. Thì ở đây là nó sẽ là yếu tố 2, 3 và 5. Chờ. Lý Nguyệt Băng tên kêu thế nhở? Câu dưới đi ạ. À. Rồi các bạn cứ từ từ đúng không? Câu số 3 này, trong hệ có cân bằng hóa học sau, trong những tác động trên, tác động làm cho cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận. Được chưa? Đấy thì chắc chắn bài này là G là biểu hiện của chất khí rồi, ký hiệu chất trạng thái khí rồi. Thế thì ở đây các bạn hiểu là chắc chắn là áp suất là không ảnh hưởng đâu nhá, bởi vì tổng hệ số các chất bằng nhau. Đúng không? Tăng nhiệt độ thì ok này, cái nhiệt độ là thầy sẽ xét sau cùng nhá. Đấy, còn ở đây các bạn thấy là thêm một lượng hơi nước, khi mà thêm hơi nước thì các bạn thấy là cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều giảm hơi nước đi. Đúng không? Giảm nước đi là chiều nghịch. Giảm áp suất chung, áp suất thì chắc chắn là không bị ảnh hưởng trong cái phản ứng này. Dùng chất xúc tác thì nó chỉ thay đổi tốc độ phản ứng thôi. Đấy, bây giờ các bạn thấy là thêm một lượng CO2 thì cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều giảm CO2 đi là chiều thuận. Nó sẽ làm giảm CO2. Đúng không? Đấy, bây giờ yếu tố tăng nhiệt, khi các bạn tăng nhiệt thì cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều làm giảm nhiệt đi. Giảm nhiệt đi đúng không? Thì cái phản ứng nó phải có delta H lớn hơn không thì nó mới giảm nhiệt đi được. Nó thu nhiệt vào thì nó sẽ làm giảm nhiệt độ môi trường đi. Đấy, vậy thì cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều thuận đấy. Bởi vì đây là phản ứng thuận là delta H lớn hơn không à. Thì đây các bạn có là A và E thôi.
nhá. Đấy, có A và E. Câu 3, ok, bạn Trần Trường chọn A và Nguyễn Hữu Tâm Tân chọn A và A. Câu số 4 này. 4, 5, 6 này khá là dễ các bạn. Câu 4, câu 5, câu 6. Câu 7 cũng dễ luôn. Đúng không? Đoạn này nó chỉ xét yếu tố áp suất thôi, đúng không? Thì các bạn cứ nhìn cái trạng thái này. Đa phần người ta cũng cho trạng thái ở thể khí hết rồi. Đúng không? Thì đây các bạn thấy là gì đây? Mấy câu này rất dễ nhá, các bạn comment cho thầy. Đoạn này là dễ nhất trong hôm nay. Khi thay đổi áp suất, dãy gồm các cân bằng hóa học không bị chuyển dịch. Muốn không bị chuyển dịch thì tổng hệ số của chất đầu bằng sản phẩm. Đúng không? Tổng hệ số của chất đầu bằng sản phẩm. Thì đây tổng hệ số của chất đầu đây là chỉ xét chất khí thôi nha, dưới chân có chữ G ấy. Thì đây tổng hệ số chất đầu là 3, sản phẩm là 2 này. Đây là 2 2 này, chắc chắn là cái này không bị ảnh hưởng rồi. Cái này 3 này đúng này, cái này bị ảnh hưởng này, cái này cũng bị ảnh hưởng. Tổng hệ số nó chất đầu 4, sản phẩm là 2. Cái này thì 2 là chất sản phẩm. Đúng không? Đấy, cái này cũng là hai sản phẩm hai chất đầu. Thì câu 4 là 3 và 4, đúng rồi, nó không bị ảnh hưởng về áp suất. Chưa? Câu số 5 này. Khi thay đổi áp suất, những cân bằng bị chuyển dịch. Đúng không? Bây giờ bạn lại xét những cân bằng bị chuyển dịch. Thế thì ở đây các bạn thấy là cái chỗ này này. Đấy, cân bằng này sẽ bị chuyển dịch bởi vì tổng hệ số của chất đầu là 4, sản phẩm là 2 này. Còn đây là tổng hệ số của chất đầu là 2, sản phẩm cũng là 2 thì nó không bị chuyển dịch. Cái này tổng hệ số chất đầu là 3, sản phẩm là 2 thì nó sẽ bị chuyển dịch. Cái này tổng hệ số chất đầu là 2, sản phẩm là 1 thì nó cũng sẽ bị chuyển dịch, tức là 1 3 4. Đúng không? Câu 5 chọn đáp án C, ok bạn Huyền Trang. Huyền Trang lâu lắm rồi không thấy học nha Huyền Trang nha. Ok, câu tiếp theo nào. Câu số 6. Câu số 6 này các bạn có là gì đây? Ở nhiệt độ không đổi, khi thay đổi áp suất chung của hệ cân bằng nào sau đây không bị chuyển dịch? Không bị chuyển dịch thì tổng các hệ số bằng nhau. Đây là hệ số tổng hệ số là 2 này. Cái này thì chắc chắn là 2 với 1 là ảnh hưởng rồi. Cái này là 3 với lại 2 này, cũng bị ảnh hưởng rồi. Cái này là 4 với lại 2 cũng bị ảnh hưởng rồi. Đúng không? Thì ở đây chỉ có phản ứng A thôi. Bạn này quá dễ. Được chưa? Câu này trong đề năm khối B năm 2010 đấy. Ngày xưa thì cái thời này là thời thầy thi đấy các bạn. Thầy thi đại học năm 2012 thì cái này nó còn chia ra làm khối A, khối B, chưa có một kỳ thi chung. Khi thay đổi áp suất chung cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch. À bây giờ các bạn thấy này. Khi giảm áp suất cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch. Khi giảm áp suất đúng không? Thì cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều tăng áp suất. Đây, khi các bạn giảm áp suất đi này. Giảm áp suất đi thì cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều làm tăng áp suất. Tăng áp suất tức là cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều mà số mol tăng. Đấy, các bạn cứ nhớ này, khi bạn giảm áp suất thì cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều tăng áp suất. Muốn tăng áp suất thì số mol phải tăng. Đúng không? Tức là cái số mol ở của sản phẩm ấy, tức là ở đây là chất đầu ấy phải lớn hơn sản phẩm thì số mol nó mới tăng. Đúng không? Thì đây là hai mol thì nó không bị ảnh hưởng này. Đấy, tiếp theo ở đây các bạn thấy là gì đây? À đâu. Đây là sorry các bạn. Khi giảm áp suất cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch. Đúng không? À nếu vậy thì khi mà mình giảm áp suất thì cân bằng chuyển dịch theo chiều số mol nó tăng. Mà số mol nó tăng ấy, đúng không? Số mol nó tăng nó phải ứng với chiều nghịch, nhớ chưa? Đấy, số mol tăng này ấy, nó phải ứng với chiều nghịch. Số mol tăng khi bạn giảm áp suất thì cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều tăng áp suất thì số mol tăng, nhưng nó phải đi với chiều nghịch. Đúng không? Bởi vì họ hỏi là khi giảm áp suất số cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch. Tức là chiều nghịch sẽ là chiều mà khi mà giảm áp suất thì cân bằng chuyển dịch theo chiều đấy. Mà khi bạn giảm áp suất
thì cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều làm tăng áp suất. Tăng áp suất là tăng số mol đúng không? Tăng áp suất là tăng số mol, và cái này cái chiều tăng số mol này nó ứng với lại ứng với phản ứng nghịch. Tức là bạn tìm xem nào trong các phản ứng này, phản ứng nào phản ứng có chiều nghịch là số mol tăng. Đúng không? Thì ở đây các bạn thấy là bằng nhau không đổi này. Còn cái phản ứng này các bạn nhớ là chữ S là chặn cái lắn. Thì ở đây là các bạn hiểu là cái này nhá. Bây giờ thầy kẻ một hai cột là hệ số của chất đầu và sản phẩm nhé. Để xem các bạn xét xem cái nào thì phản ứng nghịch là cái phản ứng số mol tăng là bạn chọn thôi. Thì đây này, cái này là 22 rồi, phản ứng A là 22 này, chất đầu là 2, sản phẩm cũng là 2. Còn cái phản ứng 2 thì các bạn cần lưu ý nhá. Đúng không? Phản ứng 2 các bạn cần lưu ý. Đấy, là cái chất rắn thì mình không xét, mình chỉ xét chất khí thôi, nên là cái sản ban đầu nó sẽ là 0, sản phẩm sẽ là 1. Phản ứng 3 này, ban đầu sẽ là 1 này, chỉ xét chất khí thôi. 1 này, sản phẩm cũng là 1. Đúng không? Đây là 1 1 thì cũng không ảnh hưởng, chỉ có phản ứng 4 này. Phản ứng 4 thì chất đầu là 3 này. Đấy, sản phẩm là 2. Đúng không? Thì đúng là phản ứng nghịch là số mol tăng. Số mol tăng ứng với phản ứng nghịch là chúng ta chỉ có phản ứng 4 này thôi này. Khi giảm áp suất, số cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch là chỉ có một phản ứng thôi. Đúng không? Đó là phản ứng 4. Ok chưa các bạn? Câu số 7 này là chỉ có phản ứng 4 là thỏa mãn là khi bạn tăng áp suất thì cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch thôi. À, khi giảm áp suất. Khi giảm áp suất thì cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều tăng áp suất. Tăng áp suất thì số mol tăng. Thì đây có mỗi phản ứng này là số mol tăng từ 2 thành 3 mol. Còn đây từ 1 vẫn là 1. Đúng không? Đây thậm chí là chiều nghịch là 1 về 0. Đúng không? Còn đây là 22 thì bằng nhau. Đây chiều nghịch là đây là 22 bằng nhau này, đây 11 bằng nhau này. Còn phản ứng 2 là từ 1 về 0 thì nó không phải là tăng, nó là giảm. Còn phản ứng này từ 2 về 2 lên 3 nó mới là tăng. Số mol tăng. Chưa? Cái này các bạn phải va chạm bài tập nhiều ấy thì em mới làm được. Cái câu 8, câu 9, câu 10 là thầy lấy một cái kiểu cho khá là khó. Nha các bạn nhé. Cái câu 8, câu 9, câu 10 là khai thác một cái câu 8, câu 9, câu 10, thậm chí là câu 11 là nó khai thác một cái dạng khá là khó của chuyển dịch cân bằng. Đó là cái mà người ta kết hợp giữa yếu tố nồng độ, nhiệt độ và áp suất trong một câu. Đúng không? Chào NK Thái Bảo. NK Thái Bảo là học sinh 2K5. Đấy, không biết là mai đăng ký trường gì, không biết là mai biết điểm chuẩn là có đỗ không. Ok, câu 8, câu 9, câu 10 đi, kiểu cho khá là giống nhau. Các bạn comment cho thầy xem nào. 8, 9, 10 xem nào. 8, 9, 10 khá là giống nhau đấy. Câu 8 chọn đáp án D à? Ok, bạn Nguyễn Chiết. Câu 8 các bạn khác làm ra đáp án gì? Câu 8 là các bạn khác làm ra đáp án gì em ơi? Anh em comment mạnh lên hộ thầy một cái nào. Câu 8 Huyền Trang đáp án B. Câu này các bạn thấy là khối A năm 2010 đấy. Cho cân bằng SO2 cộng oxy thu được SO3 này. Khi tăng nhiệt độ thì tỷ khối của hỗn hợp khí giảm đi. Đấy, phát biểu nào phát biểu đúng khi nói về cân bằng này. Câu 8B, ok bạn Viên Nê. Thì bây giờ bạn phải xử lý được cái dữ kiện mà người ta cho này. Đúng không? Thì em phải xử lý được cái này thì em mới làm được không? Thì em thấy là gì? Bây giờ các bạn thấy nhá, là bạn xử lý này. Khi mà tăng nhiệt này, tăng nhiệt đúng không? Dữ kiện người ta cho là tăng nhiệt độ thì tỷ khối của hỗn hợp giảm đi, tỷ khối giảm. Bài này nó không nói là gì nhở? Đấy, nó không phải là liên quan đến áp suất đâu nhá. Áp suất thì số mol thì nó mới liên quan đến nhau. Còn bây giờ tỷ khối đúng không? Tỷ khối thì nó lại ngược với số mol, các bạn lưu ý này. Đúng không?
tỷ khối của một chất so với H2 ấy, D của một chất so với H2 thì nó bằng nguyên tử khối của X, là ví dụ D của X so với H2 ấy, đúng không? Thì nó bằng nguyên tử khối của X chia cho 2. À đúng. Nhưng mà các bạn nhớ này. Đấy, tức là khi mà nguyên tử khối tăng thì tỷ khối nó sẽ tăng. Giống như kiểu là tỷ khối của, ví dụ tỷ khối của oxy so với lại H2 là 10 16, bởi vì các bạn lấy 32 chia 2. Còn tỷ khối của đúng không? Tỷ khối của chất khác này, ví dụ hydro này, ví dụ như tỷ khối của SO2 đi là 64 đi, đúng không? Thì là tỷ khối so với hydro nó sẽ là 32, lấy 64 chia 2. Hay tỷ khối của nitơ là 28 thì tỷ khối so với H2 của nitơ đó nó sẽ là 14. Đúng không? Tức là các bạn hiểu là tỷ khối tăng thì nguyên tử khối tăng. Nhưng mà cái nguyên tử khối này với số mol ấy thì các bạn thấy là nó có một cái tỷ lệ gì? Đó là số mol ấy thì bằng khối lượng chia nguyên tử khối. Mà khối lượng là một yếu tố cố định. Nên là các bạn hình dung ấy là ở đây là các bạn thấy là khi mà cái số mol ấy và nguyên tử khối nó sẽ tỷ lệ nghịch, bởi vì một cái này là nguyên tử khối nằm ở mẫu. Nên các bạn nhớ ở đây mình có một mối liên hệ ấy, là tỷ khối và số, tỷ khối thì tỷ lệ thuận với lại nguyên tử khối, mà nguyên tử khối lại tỷ lệ nghịch với lại số mol. Đúng không? Đấy, nên là giữa nguyên tử khối và số mol ấy nó có một cái tỷ lệ nghịch. Đúng không? Đấy, số mol ấy thì tỷ lệ nghịch với lại nguyên tử khối. Số mol thì tỷ lệ nghịch, à tỷ lệ thuận với lại áp suất, nhưng mà tỷ lệ nghịch với nguyên tử khối. Các bạn nhớ nhá. Số mol thì tỷ lệ thuận với áp suất nhưng mà tỷ lệ nghịch với nguyên tử khối. Tỷ lệ nghịch với nguyên tử khối hay nói cách khác ấy, nó chính là tỷ khối. Nguyên tử khối và tỷ khối là nó giống nhau thôi, đúng không? Thì ở đây các bạn thấy này, nếu mà khi các bạn tăng nhiệt, bây giờ các bạn cần phải xét xem này, thì tỷ khối của hỗn hợp giảm đi tức là khi mà tỷ khối giảm thì cái số mol này nó phải tăng, đúng không? Khi các bạn tăng nhiệt này thì cân bằng chuyển dịch theo chiều tỷ khối giảm, tỷ khối so với H2 giảm, tỷ khối giảm đúng không? Tỷ khối giảm thì là tỷ khối tỷ lệ nghịch với số mol, đúng không? Thì suy ra là số mol tăng, nhớ chưa? Số mol tăng ấy, số mol mà tăng thì cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều nghịch, đúng không? 3 mol tạo thành 2 mol mà, đúng không? Số mol tăng thì cái chiều nghịch là 2 mol tạo thành 3 mol thì nó mới tăng. Đấy, đấy là điều đầu tiên. Tức là nếu bạn tăng nhiệt thì cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch, đúng không? Mà khi các bạn tăng nhiệt này thì cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều làm sao? Chiều phản ứng sẽ chuyển dịch, cái phản ứng nó sẽ làm khi bạn tăng nhiệt lên thì cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều làm giảm nhiệt đi. Giảm nhiệt đi thì delta H nó phải thu vào là delta H lớn hơn không. Thế thì từ đây các bạn thấy là khi các bạn tăng nhiệt ý, thì bạn nói chung là từ cái việc tăng nhiệt này em phải xét được hai yếu tố, các bạn nhớ nhá. Đầu tiên là bạn phải xét được này, là nếu tăng nhiệt thì cân bằng chuyển delta H sẽ phải như nào, cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều delta H như nào, đúng không? Và cái chiều đấy, chiều của phản ứng là chiều nào, thì từ đây mình sẽ chốt lại này, là khi bạn tăng nhiệt thì cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch đấy, mà chiều nghịch đấy sẽ là phải là chiều thu nhiệt. Nên ở đây các bạn có này, cái chiều nghịch của phản ứng này nó sẽ là chiều thu nhiệt. Đúng không? Vậy thì phản ứng thuận sẽ là phản ứng tỏa nhiệt. Thì ở đây các bạn thấy là câu này cũng khá là khó đấy. Mấy câu kiểu câu 8 này khá là khó. Phản ứng thuận thu nhiệt, đúng không? Còn phản ứng, nếu phản ứng nghịch là thu nhiệt, đây phải là phản ứng nghịch thu nhiệt. Thuận thu nhiệt là sai này. Đấy. Phản ứng nghịch tỏa nhiệt là cũng sai, phản ứng nghịch phải là thu nhiệt. Đây này. Phản ứng, thế thì ở đây các bạn thấy là phản ứng nghịch thu nhiệt, phản ứng thuận tỏa nhiệt. Đúng không? Rồi tiếp theo các bạn thấy là cân bằng sẽ chuyển dịch khi bạn tăng nhiệt này. Thì cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều
Khi đấy, khi mình tăng nhiệt thì cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch. Đúng không? Đấy, cái câu này các bạn thấy là sai chỗ này. Thế thì chắc chắn là rất nhiều bạn làm sai rồi. Đấy, D là đáp án đúng. Thầy thấy rất nhiều bạn làm B này, ví dụ bạn Gia Nghi này, bạn Lê Viên, bạn Huyền Trang, đấy là học nó cũng chưa được cứng lắm đâu, đúng không? Các bạn cần phải học nghiêm túc hơn. Các bạn đã hiểu câu này không? Cái câu này là một cái dạng mà cũng khá là khó. Nó kết hợp yếu tố nhiệt độ này, áp tỷ khối này, đúng không? Nó kết hợp hai yếu tố nhiệt độ, yếu tố tỷ khối. Sau đó nó sẽ hỏi là liên quan đến đúng không? Liên quan đến cả việc thay đổi chiều của phản ứng nữa. Đây là một câu khá là hay. Thì cái dạng này các bạn phải lưu ý là các bạn phải xác định được hai yếu tố. Khi bạn tăng nhiệt thì cân bằng chuyển dịch theo chiều nào? Và cái chiều đấy là thu nhiệt hay tỏa nhiệt. Đúng không? Đấy, thì ở trong phản ứng này khi bạn tăng nhiệt này, khi bạn tăng nhiệt thì cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều. Đây là theo đề bài thì nó cho là tỷ khối giảm. Tỷ khối giảm thì số mol phải tăng. Mà số mol tăng thì phản ứng nghịch thì số mol mới tăng. Đúng không? Tức là tăng nhiệt thì cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch. Mà các bạn hiểu là khi mà mình tăng nhiệt ấy, thì cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều chống lại việc tăng nhiệt, tức là thu nhiệt vào, tức là delta lớn hơn không. Tức là từ đấy mình suy ra là chiều nghịch sẽ là chiều delta lớn hơn không. Đấy, cái này là cái quan trọng. Muốn suy được cái dòng này thì bạn cần phải xét được hai yếu tố này. Đấy, thì mình ghép với nhau là xong. Câu này, cái dạng này suy luận khá là nhiều. Đấy là lý do tại sao mà các bạn hình dung là các bạn phải học giỏi để mình phát triển được cái khả năng tư duy logic của mình. Bởi vì những cái trường đại học người ta tuyển cái khả năng tư duy logic chứ không ít, đúng không? Nếu bạn thi trường năng khiếu, ví dụ như là thi ca hát thì bạn không cần phải tư duy logic. Hay bạn thi thể dục thể thao, bạn đá bóng giỏi các thứ thì bạn không cần phải một cái tư duy tốt. Nhưng nếu bạn đã thi vào những cái trường đại học thông thường thì người ta chỉ có tuyển cái tư duy thôi, đúng không? Trí thông minh, đúng không? Trí thông minh logic. Còn bạn sẽ thi vào trường thể thao các thứ, âm nhạc các thứ thì người ta cần trí thông minh hội họa, trí thông minh âm nhạc, trí thông minh vận động, đúng không? Thì nó khác. Còn nếu mà các bạn thi vào những trường người ta xét điểm toán lý hóa các kiểu thì bạn cần phải một trí thông minh logic, thì bạn phải giải được những bài này thì người ta kiểm tra xem cái trí thông minh logic của bạn là đến đâu, đúng không? Câu số 40, câu số 9 này. Bây giờ tương tự này, em sẽ xét xem nào cái việc giảm nhiệt độ này. Giảm nhiệt độ thì các bạn xét xem mục đích là các bạn xét xem nào phản ứng thuận tỏa nhiệt hay là thu nhiệt ấy, kiểu thế. Thì bây giờ các bạn thấy này, khi bạn giảm nhiệt độ thì tỷ khối so với H2 giảm. Tỷ khối giảm. Khi bạn giảm nhiệt độ thì tỷ khối giảm. Đúng chưa? Tỷ khối giảm mà tỷ khối và số mol thì nó tỷ lệ nghịch. Tỷ khối giảm thì số mol nó tăng. Số mol tăng thì cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều đâu, chiều nào làm tăng, chiều thuận là làm tăng số mol rồi, đúng không? Hai này tạo thành 4 này. Vậy thì bây giờ bạn xét xem nào, phản ứng khi giảm nhiệt độ thì cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều tăng nhiệt độ lên, tăng nhiệt độ lên, đúng không? Thì nó phải tỏa nhiệt, tức là delta H nhỏ hơn không thì nó sẽ tỏa nhiệt ra môi trường, nó làm tăng nhiệt độ lên. Thế thì từ đây bạn suy ra là phản ứng thuận có delta H nhỏ hơn không. Đấy, hai cái dòng này ghép với nhau là suy ra được. Thì đây bạn đi đừng phát biểu này. Phản ứng thuận tỏa nhiệt là đúng rồi, phản ứng nghịch tỏa nhiệt là sai này, phản ứng thuận thu nhiệt là sai này, phản ứng thuận tỏa nhiệt, phản ứng nghịch thu nhiệt, đúng không? Cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều thuận khi khi tăng nhiệt độ, đúng không? Đấy, khi bạn giảm nhiệt độ thì cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều thuận, thì khi các bạn tăng nhiệt độ đấy, thì các bạn cân bằng nó sẽ chuyển dịch theo chiều nghịch, bởi vì chiều nghịch là cái chiều mà delta lớn được không, đúng không? Khi tăng nhiệt độ thì cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều nghịch, đúng không? Đáp án B nhé, đúng nhỉ? Đâu à, đâu bây giờ chỉ còn A với D thôi. Cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều thuận khi tăng nhiệt độ. À, khi bạn tăng nhiệt độ thì cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều delta lớn hơn không là chiều nghịch. Cái này là sai này. Câu D, câu 9D thì mới đúng nhá. Đấy,
khi các bạn tăng nhiệt đúng không? À đâu, sorry các bạn. Câu này các bạn thấy này, cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều thuận khi tăng nhiệt. Tăng nhiệt đúng không thì cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều delta H lớn hơn không, mà trong phản ứng này thì chiều thuận có delta H nhỏ hơn không thì chiều nghịch là delta H lớn hơn không. Đúng không? Thì cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều nghịch khi mà tăng nhiệt độ. Tăng nhiệt độ thì cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều nghịch. Đúng không? Còn chiều thuận thì sẽ giảm nhiệt độ là đúng rồi. Chiều nghịch thì tăng nhiệt độ, chiều thuận thì giảm nhiệt độ. Đúng không? Ok. Câu số 10. Tương tự như thế này. Đấy, thầy cho các bạn 3 câu tương tự nhau để cho các bạn nào, đúng không? Đấy, cho cân bằng sau khi tăng nhiệt độ của hệ thì tỷ khối của hỗn hợp so với hydro giảm. Bây giờ bạn tăng nhiệt này. Tăng nhiệt, đấy thì bạn xét đúng không? Khi bạn tăng nhiệt thì cân bằng sẽ chuyển dịch. Tăng nhiệt độ của hệ thì tỷ khối của hỗn hợp giảm. Tỷ khối giảm đúng không? Tỷ khối giảm thì các bạn nhớ là số mol ấy nó phải tăng thì tỷ khối mới giảm. Đấy, mà ở nhìn vào phản ứng này số mol tăng ấy thì là chỉ có phản ứng thuận là 2 mol tạo thành 4 mol là nó tăng. Đấy, tức là tăng nhiệt thì cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận. Mà tăng nhiệt thì cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều làm giảm nhiệt đi. Giảm nhiệt đi tức là delta H phải lớn hơn không. Từ đấy, từ hai cái điều này các bạn suy ra là chiều thuận có delta H lớn hơn không. Đấy, thì ở đây các bạn xét này. Khi tăng nhiệt độ cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận. Đấy, tăng nhiệt thì cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận. Thì thấy đáp án này đúng luôn này. Đúng không? Tăng nhiệt cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận đúng không? Phản ứng thuận là phản ứng tỏa nhiệt là sai. Phản ứng thu nhiệt. Nên đáp lớn hơn không à? Khi tăng áp suất cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận. Đúng không? Khi tăng áp suất thì cân bằng chuyển dịch theo chiều giảm áp suất đi. Tăng áp suất thì cân bằng chuyển dịch theo chiều giảm áp suất đi phải là chiều nghịch. Chiều nghịch mới là chiều giảm áp suất. Bởi vì áp suất với lại số mol nó tỷ lệ nhau. Áp suất giảm thì số mol giảm. Khi tăng nồng độ NH3 cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch. Tăng NH3 thì cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận làm giảm NH3. Đúng không? Ok. Câu số 11. Câu số 11 các bạn có là gì đây? Câu này trong khối B này. Câu này các bạn có gì đây? Trong một bình kín có cân bằng sau. Đúng không? Cái này cân bằng trong sách giáo khoa này. Tỷ khối hơi của hỗn hợp khí so với H2 tại nhiệt độ T1 là 27,6, T2 là 434,5. T1 lớn hơn T2. Tức là T1 sang T2 là các bạn tăng nhiệt lên, tăng nhiệt thì tỷ khối tăng. Đúng không? Đấy các bạn nhớ này, khi bạn tăng nhiệt theo dữ kiện đề bài này, từ T1 đến T2 là các bạn thấy là T1 lớn hơn T2, à thế thì giảm nhiệt. T1 nhỏ hơn T2. Đấy, thì khi tức là các bạn đã giảm nhiệt đi. Đúng không? Giảm nhiệt đi thì các bạn thấy là nguyên tử khối nó làm sao? 27,6 này nên 34,5 này. Đấy, khi các bạn giảm nhiệt thì bạn thấy là tỷ khối tăng. Mà tỷ khối tăng thì các bạn thấy là số mol ấy nó phải giảm. Số mol giảm thì tức là chiều thuận. Đúng không? Chiều thuận thì sẽ số mol giảm. Tức là các bạn thấy là khi bạn giảm nhiệt thì cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều thuận. Đấy. Giảm nhiệt thì cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều thuận. Thì cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều thuận. Mà khi các bạn giảm nhiệt thì cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều tăng nhiệt. Tăng nhiệt tức là delta H nhỏ hơn không. Tức là chiều thuận ấy, từ đây các bạn suy ra là chiều thuận có delta H nhỏ hơn không. Đúng chưa? Đấy. Nói chung mấy bài này cần suy luận rất là nhiều. Suy luận logic. Lê Viên bảo em chắc chắn với thầy câu này là C. Câu này em sai 2 lần rồi. Ok này. Bây giờ bạn đi xét này. Khi tăng nhiệt độ thì cân bằng áp suất chung của hệ giảm. Đây cái câu này cũng khá là khó này, bạn cần phải suy luận này. Khi bạn tăng nhiệt
thì cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều làm giảm nhiệt đi đúng không? Giảm nhiệt đi tức là delta H lớn hơn không? Mà phản thuận delta H nhỏ hơn không? Cái này có delta H nhỏ hơn không? Đúng không? Đấy. Thì khi tăng nhiệt đi thì cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều làm giảm nhiệt đi. Giảm nhiệt đi thì delta H phải lớn hơn không? Là theo chiều nghịch. Đúng không? Khi các bạn tăng nhiệt thì cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều nghịch. Tăng nhiệt ấy, thì cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch. Đúng không? Mà chiều nghịch thì các bạn thấy là làm sao? Chiều nghịch là cái chiều áp suất tăng. Đúng không? Bởi vì số mol tăng mà. Cái này nó phải tăng này. Cái này là sai. Khi giảm nhiệt độ thì cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều tăng nhiệt độ lên, tăng nhiệt độ lên. Đây là các bạn thấy là khi khi giảm nhiệt độ này cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều tăng nhiệt độ lên là chiều nghịch. Đúng không? Khi khi bạn giảm nhiệt độ thì cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều nghịch. À khi khi bạn tăng nhiệt độ thì cân bằng sẽ chuyển tăng nhiệt thì cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch. Còn các bạn khi giảm nhiệt độ thì cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều làm tăng nhiệt độ lên thì phản ứng tỏa nhiệt là delta H nhỏ hơn không. Đây mà delta H nhỏ hơn không là phản ứng thuận. Thì đây cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận. Mà chiều thuận này là chiều áp suất chung của hệ. Nó phải giảm đi. Đúng không? Cũng cái này cũng sai này. Phản ứng thuận là phản ứng tỏa nhiệt. Thuận tỏa nhiệt đấy, quá chuẩn luôn. Thuận delta H nhỏ hơn không? Đúng không? Nghịch là tỏa nhiệt là sai rồi. Ok. Rồi bây giờ thầy chữa nhanh mấy câu cuối nhá. Để thầy còn vào trong nhóm thầy dạy anh chị 2K6. Đúng không? Mấy câu cuối này thì dễ này. Thầy sẽ chữa nhanh mấy câu cuối. Thì thầy còn vào trong nhóm thì dạy quá giờ rồi. Cho có phản ứng sau đúng không? Mấy câu đầu chữa kỹ quá. Số nhận xét đúng này. Ở trạng thái cân bằng tốc độ của phản ứng tốc độ phản ứng thuận bằng tốc độ phản ứng nghịch là đúng này. Ở trạng thái cân bằng các chất không phản ứng với nhau là sai. Cân bằng là một trạng thái động đúng không, chứ không phải là không phản ứng. Ở trạng thái cân bằng nồng độ chất sản phẩm luôn lớn hơn chất đầu là sai này. Ở trạng thái cân bằng nồng độ các chất không thay đổi đúng không, nhưng mà nó vẫn xảy ra phản ứng, nhưng mà tốc độ phản ứng thuận bằng tốc độ phản ứng nghịch nên là nồng độ thì nó không thay đổi, thì ở đây có A và D là đúng. Ok, câu số 13 này. Số phát biểu đúng. Được chưa? Ở đây là các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ, các bạn lưu ý là cái này là lớp 10. Cái 1 này là lớp 10 chứ không phải là lớp 11 đâu nha. Ảnh hưởng đến tốc độ ấy thì các bạn có 5 yếu tố: nhiệt độ, nồng độ, áp suất. Ba cái này thì nó ảnh hưởng đến cân bằng, nhưng mà chất xúc tác và diện tích bề mặt nó cũng ảnh hưởng đến nồng độ. Cho chất xúc tác vào thì phản ứng xảy ra nhanh hơn vì nó giảm năng lượng hoạt hóa. Diện tích bề mặt càng nhỏ càng nhiều thì là ví dụ như các bạn thấy là một chất nhỏ thì nó hòa tan nhanh hơn một chất lớn. Đúng không? Đấy, nên là người ta thấy là bởi vì nhiều cái chất mà các bạn nghiền nhỏ ra thì bề mặt tiếp xúc nó lớn hơn mà. Đấy, thì cái câu này đúng nhá, có 5 yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ. Đây không phải là đây là tốc độ chứ không phải nồng độ. Thì cái một này đúng này. Cái hai này cân bằng là một cân bằng hóa học là cân bằng động, đúng rồi. Khi thay đổi trạng thái cân bằng của phản ứng thuận nghịch, cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều chống lại, cái này là nguyên lý Nernst-Cavalier này. Đúng không? Đúng này. Phản ứng thuận nghịch là phản ứng xảy ra hai chiều ngược nhau, cũng đúng này. Cân bằng hóa học là trạng thái mà phản ứng xảy ra hoàn toàn là sai nhá. Đúng không? Là trạng thái mà tốc độ phản ứng thuận bằng tốc độ phản ứng nghịch thôi. Khi phản ứng thuận nghịch đạt trạng thái cân bằng, phản ứng dừng lại là sai. Nó vẫn tiếp tục xảy ra, nó chỉ là cân bằng ở trạng thái động thôi. Thì có 4 phát biểu đúng. 1 2 3 4. Được chưa? Câu số 14 này. Đấy, hai biện pháp làm cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận. Đúng không? Thứ nhất là bạn giảm nhiệt độ, giảm nhiệt đúng không? Giảm nhiệt thì cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều tăng nhiệt lên thì là delta H sẽ phải nhỏ hơn không. Mà delta H nhỏ hơn không thì đây là phản ứng thuận là đúng rồi. Nên người ta cho delta H nhỏ hơn không mà, thuận mà. Giảm áp suất thì cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều tăng áp suất. Đúng không? Đấy. Thì cái này không được rồi. Tăng áp suất thì là tăng số mol thì nó phải là chiều nghịch. Đúng không? Thì cái này phải là giảm nhiệt độ và tăng áp suất. Khi bạn tăng áp suất này thì cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều giảm áp suất.
đúng không? Giảm áp suất là giảm số mol. Giảm số mol à. Đấy thì là sẽ theo chiều thuận. Được chưa? Câu 14C đúng không? Câu số 15 này. Đấy, biết hạ nhiệt độ thì bình màu nhạt dần. Các bạn nhớ là cái này màu nâu đỏ này. Đấy, còn cái này không màu. Đúng chưa? Biết hạ nhiệt độ của bình thì màu nâu nhạt dần khi bạn hạ nhiệt này. Đúng không? Thì cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều màu nhạt dần, tức là chuyển dịch theo chiều thuận. Bởi vì màu nhạt dần, cái này là màu nâu đỏ, cái này là không màu, thì nó màu nhạt dần tức là cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận. Mà hạ nhiệt độ thì cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều delta H. Theo chiều hạ nhiệt độ thì cân bằng chuyển dịch theo chiều tăng nhiệt. Tăng nhiệt tức là delta H phải nhiệt nhỏ hơn không để nó tỏa ra môi trường. Đấy, thì tức là phản ứng thuận ấy, chốt lại là phản ứng thuận. Đấy, là phản ứng có delta H nhỏ hơn không. Phản ứng thuận, đúng không? Phản ứng thuận thì có delta H nhỏ hơn không, không phải lớn hơn không. Và nào nó là phản ứng tỏa nhiệt. Đúng chưa? Ok. Đấy là thầy chữa cho các bạn 15 câu là rất kỹ về phần cân bằng hóa học rồi. Đấy thì các bạn nhớ làm ôn kỹ lại nhá. Thế bây giờ thầy sẽ vào trong nhóm để dạy anh chị 2K6, còn bạn 2K7 nào muốn đăng ký học cùng thầy tối mai các bạn học. Đấy thì dạy trên page thì thầy chỉ có thời gian dạy 1 tiếng thôi, trong nhóm thì dạy 2 tiếng. Ok. Bạn nào đăng ký học thì bạn nhắn tin cho page nhá. Ok, cảm ơn các bạn đã đồng hành với thầy trong buổi hôm nay. Bye bye, chào tất cả các bạn.